Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2020, tại chùa Bảo Tịnh, số 869-48 đường Trần Hưng Đạo, khu vực 2, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phân ban gia đình Phật tử đã trang nghiêm tổ chức lễ thọ cấp tập và tính huynh trưởng gia đình Phật tử các tỉnh miền Đông, miền Tây, Nam Bộ. Quang Lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Thượng tọa Thích Quảng Nghị, Ủy viên Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm trưởng Ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Ủy viên Thường trực Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm trưởng Ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Đại đức Thích Nhuận Chí, Ủy viên Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phó thư ký Ban Trị sự kiêm trưởng Ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, Đại đức Thích Huệ Hùng, Ủy viên Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, trưởng Ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Thượng tọa Thích Thiện Kim, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Đại đức Thích Quảng Nguyên, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, trụ trì chùa Bảo Tịnh, Đại đức Thích Quảng Thiền, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Ni trưởng Thích Nữ Kiệm Liên, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Vị Thanh, cùng chư tôn đức thành viên Ban hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành khu vực miền Đông, miền Tây, Nam Bộ. Về phía phân ban gia đình Phật tử có sự tham dự của huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban hướng dẫn Phật tử kiêm trưởng phân ban gia đình Phật tử Trung ương, huynh trưởng cấp Tấn Thị Bá Huỳnh Văn Tùng, Chánh thư ký phân ban gia đình Phật tử Trung ương, huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Phục Nguyễn Văn Khôi, Phó Chánh thư ký phân ban gia đình Phật tử Trung ương, cùng các huynh trưởng Ban hướng dẫn gia đình Phật tử tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Long An, tỉnh Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Cà Mau và 39 huynh trưởng thọ cấp trở về tham dự. Mở đầu chương trình, huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Phục Nguyễn Văn Khôi đã dâng lên chư tôn đức chứng minh lời tắc bạch. Tiếp theo, huynh trưởng cấp Tấn Thị Bá Huỳnh Văn Tùng tiên đọc quyết định xếp cấp tập cấp tín năm 2020. Theo quyết định, có 14 huynh trưởng được xếp cấp tập và 25 huynh trưởng được xếp cấp tín trong lễ thọ cấp lần này. Đồng thời, huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu cũng có những lời hướng dẫn và sách tấn các huynh trưởng được xếp cấp phát nguyện dưới sự chứng minh của chư tôn đức thay mặt cho các huynh trưởng thọ cấp tập. Cấp tín, huynh trưởng Thiện Thống Nguyễn Minh Đương và huynh trưởng Huyên Minh Nguyễn Quang Minh đã dâng lên lời phát nguyện trước Tam Bảo là người huynh trưởng phải tiếp nhận nhiệm vụ song hành tu học, rèn luyện, đồng thời dấn thân đem ánh sáng giáo pháp làm an lạc cuộc đời. Sau đó, các huynh trưởng được xếp cấp lần lượt tiến về phía chư tôn đức chứng minh để nhận cấp hiệu và giấy chứng nhận từ huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu. Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thông Hạnh đã có lời chào mừng chư tôn đức phân ban hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành Quang Lâm chứng minh, đồng thời chào đón tất cả các huynh trưởng phân ban gia đình Phật tử các tỉnh đã trở về tham dự. Nhân đây, Thượng tọa cũng có lời sách tấn gửi đến các huynh trưởng thọ cấp trong buổi lễ. Thượng tọa nhấn mạnh là người huynh trưởng khi thọ nhận, rèn luyện, dấn thân trên con đường nhiều gian nan và thử thách, khi đã ý thức được bổn phận và nhiệm vụ của mình thì phải tự hoàn thành tốt công tác Phật sự để xứng đáng là người huynh trưởng mang sứ mệnh cao cả của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam. Buổi lễ khép lại trong tinh thần đầy hoan hỷ.